Từ đầu tiên dễ thương. Ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, chờ nụ cười em tươi lung linh trên phố. Sai. Gấp đôi, gấp đôi gấp đôi đâu? Gấp đôi vào đây các cậu ơi, gấp đôi nào, gấp gì ai mà này đúng mà. Chị sai. Chị làm gì? Sai. No no, để đây đánh nghe. Vẫn còn không sao, không sao. Rộng mà. Vậy à, bây giờ muốn đánh nghe là có vậy thôi. Ừ, ok vô. Y chang nãy luôn. Từ hai nè. Piano 36. Mon, Mon nhìn kỹ bên này anh Vũ ạ. Mặc dù là em vẫn nhìn thấy là anh giơ hai tay lên trong khi các bạn giơ có một tay à. Tự túc đi nào. Rồi kiểu này chắc mọi người phải cộng nhau nè. Không sao đâu, bình thường. Đưa một chân lên á. Đưa một chân thôi. Có gì đâu à. Nó còn rộng lắm. Mình có thể cần giày không? Toàn người đi giày to. Michael Jackson. Gấp lại tiếp nào. Không, cái này là tinh thần đồng đội mà. Gấp tiếp nào. Mọi người ơi. Khó khăn ơi, cái biết cái gì nào. Đây gọi là thằng dân. Hailey và Winner khác nhau. Tiếp đứng đây, tiếp nhìn rất rõ. Ông bước hai chân lên luôn đi. Làm một tay thôi. Mình thống nhất mình làm một tay thôi nhớ nhá. Có chân, có chân. Hay mình lột giày. Nó không biết cái cảm giác được cõng là như thế nào ấy. Ờ đúng rồi, lột giày ra đây nè. Anh để một chân đứng một chân ngồi. Khó đấy. Vô hộ. Rồi, Kenji đổ cống kia ra. Tôn Ngộ Không. Ê, Việt Thi nhá, Việt Thi nhá. Rồi, chân bị thi trường ra ngoài rồi. Bị rồi, đều rồi. Việt Thi đi chất. Mấy anh camera ơi. Cameraman ơi mọi người. Nào, Winner công thi đi. Rồi, ok. Rồi, best luôn. Đó, rồi, rồi. Tay phải đây. Tay phải đó. Ok. Trời ơi. Ơi con em đứng. Ok, xong chưa? 3, 2, 1. Come on. Du 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 du. Tại vì anh Vũ là hai tay bên bị ấy cho nên không làm được gì. Rồi, rồi, ok, chấp nhận các bạn. Và cảm ơn. Chết trời quả này. Được rồi. Kenji sai rồi. Kenji sai rồi. Em có như này mà nội. Trời ơi, là một chuột à. Hai bên sai hết. Căng rồi đó. Hay là có ý này nè. Hay là anh ơi, cái này phải mình phải đứng phải thôi mà mình nhón một chân lên. Không phải mình phải nhấc. Ôi eo ơi. Ôi rồi vậy thì ai thấy. Nhưng mà mình bán mà đúng không? Nhưng một chân lên, con một chân lên. Lần này anh sẽ không đọc từ khóa nữa mà các em sẽ phải đứng vững trong vòng 5 giây. Đó. 3 2 1 bắt đầu. 1 2 3 4 5. Yeah. Winner đã chạm. Winner đã chạm chân rồi. Do là vòng thi vừa rồi, Winner đã chạm chân xuống sàn ở giây thứ tư. Và đội này vẫn trụ vững trong vòng 5 giây. Thế là thua cuộc không có ngày. Người ta có cái câu là 30 chưa phải là Tết lần. Đúng rồi. Ok. Chết lý, chết lý. Và nói chung là mong là bọn em sẽ gỡ gạc được ở vòng thi thứ hai. Trò chơi thứ hai có tên là Liên Hoàn. Nội dung như sau. Hai đội sẽ thi liên hoàn thổi xen kẽ. Cứ một thành viên sẽ phải dùng mũi để thổi quả bóng. Xong rồi đến một thành viên tiếp theo sẽ phải thổi quả trứng trong ly. Làm sao cho quả trứng trong ly lộn lộn ngược lại được. Và trong thời gian quy định, đội nào thổi được nhiều hơn, hoàn thành nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Là một bóng một trứng, một bóng một trứng. Đúng rồi, cả bốn người sẽ cùng chơi trong vòng này. Đội nào thổi được nhiều hơn trong thời gian quy định sẽ giành chiến thắng. Mà thổi bóng bằng mũi á? Vâng, bằng mũi nha. Sao thổi được á? Anh nghĩ ra đâu em MC rồi. Làm thử coi. Mọi người đồng ý không? Mọi người đồng ý không? Đồng ý. Nhìn thế này. Nhìn đây này. Ôi.
Anh gãy anh gãy. Căng chưa? Chưa chưa. Thổi được bao nhiêu xì được bấy nhiêu. Cái này mất cái bao người. Nó vừa lượng của anh. Ok. Đúng rồi. Còn rất nhiều trứng ở đây cho các bạn thổi. Bốn rồi đó, bốn rồi đó. Hai cái nữa. Hai cái nữa đúng rồi. Yeah. Rồi được rồi, được rồi. Cột đây, cột, cột. Ai cột hay thôi. Cột đây, 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 đây cột cho. Trứng rồi. Ôi, được rồi. Một quả trứng nữa rồi. Đây ba quả này, hai quả rồi này. Đau đầu quá. Ê, bao nhiêu quả rồi? Bị bị hơi ngoài. Được 4 quả rồi. Bị tiếp cả ngoài. Còn phải 2 quả nữa thì mới được thổi tiếp. Đau đầu quá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng lên. Rồi. Lên. Ráng lên. Rồi, cọp đây, cọp đây. Chút nữa, chút nữa đi. Đi. Nó có hộp hay trong hộp. Rồi, 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 hồi tới 2 phút đã trôi qua. Rồi, được chưa, được chưa. Cố lên Winner. Rồi, ok. What? Yeah. Tiếp nè. Rồi, 2 cái rồi nha. Anh. Đây. Đây, đây, đây. Xong rồi đó, anh đây bóng nè. Mấy cái rồi, mấy cái rồi. Mấy cái đúng rồi. Ôi mình thở to quá. Được mấy, mấy cái bóng rồi. Yeah. Không rồi, cột lại, cột lại. Cột đây, cột đây. Đủ rồi đó, bây giờ thôi. Em đừng. Trời, thở chứng đi, thở chứng đi. Em lên. Nhít vậy? Không được á. Em thở mạnh lên, thở mạnh lên. Xuống, xuống, xuống. Đó. Thích kẹt á. Cẩn thận vỡ trứng này, cẩn thận vỡ trứng. Mạnh lên rồi. Ngoan nào, nhanh nào. Come on. Màu đỏ của người ta vậy? Của mình nè. Như cái trứng nó bị kẹt rồi. Lại nào thổi nào. Anh hỏi luôn. Cái trứng nó bị kẹt. Bây giờ nó chỉ cần nhẹ xuống một cái là nó dính chặt luôn rồi. Nó bị kẹt rồi. Rồi, con phải chặt tay vào ly, con chặt tay vào ly. Được không? Hay cái này được được một cái rồi mà. Để đây. Ba cái nè anh, bao chứa được. Ok ok ok. Đây cầm nằm trứng rồi. Rồi. Thôi, tiếng thở được. Em bị hơi đi ra mũi nè. Hình như bọn em mới được bật bật một mũi là bật một mũi là được. Cái. Cái này là em bị hai mũi rồi, em bị hai mũi. Bật một mũi lại đi, bật một mũi lại là được. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, rồi, come on. Rồi rồi. Tiếp. Có lên, 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 có lên. Hai, con mình. Tỷ số đó là 3-2. Nhưng về đội vàng. Rồi, 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 rồi. Để về, để về. Rồi, 2 cái. Còn 3 cái. Ai cục, ai cục. Ê, chị thổi nha, em nhận anh. Thổi. Còn 30 giây. 30 giây là được chứng rồi đó. Có lên, có lên. Rồi, thôi. Oh, hay quá. Ôi, được chưa? Rồi, thở đi, hồi chân đi, hồi chân đi. Oh, hay quá, hay quá. Từ từ nha. Anh lít được rồi. Có lên, có lên. Chưa rồi, chưa rồi, chưa rồi. Rồi. Ôi. Ba điều, ba điều. Đi. 2, 1, hết giờ. Yeah. 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 4 phút cuối cùng. Ui. Không ai quá. Ông nào ơi, chóng mặt quá. Thật sự. Ông chóng mặt luôn á, chóng mặt lúc đau tay mọi người. Trên bàn là thành quả của hai đội chơi. Và bây giờ chị Up sẽ
kiểm tra xem đội nào được nhiều hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah. Quả bóng to. Trứng. 1, 2, 3, 4 quả. Và đội vàng có 12 quả bóng và 4 quả trứng. Xuất sắc. Đến đội đỏ. 1, 2, 3, 4. Đấy đúng rồi. Thôi tôi vẫn sẽ tính. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kênh nhau 1 quả bóng. 1, 2, 3. Kênh nhau 1 quả trứng. Vâng. Nhưng mà tỷ số đáng lẽ ra sẽ không chênh lệch ngắn như vậy, tại vì bên đội xanh đã không tuân thủ nội quy. Gina và Hailey đã cùng nhau thổi bóng cùng một lúc, nhưng mà luật chơi là phải thổi xen kẽ, nên phần thắng thuộc về đội vàng. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi sàn đấu tài năng. Yeah. Tiếp theo là phần thi ai là nhà thông thái. Nội dung trò chơi như sau: các thành viên sẽ lần lượt lên bốc thăm tên bài hát bất kỳ, và đặc biệt là chỉ được dùng ngôn ngữ cơ thể để miêu tả cho các thành viên còn lại tên bài hát là gì và hát trọn vẹn được câu hát đó. Được khó đấy, khó đấy. Trong vòng 3 phút đoán bài hát, đội nào hoàn thành được nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Ok. Yeah. Ở vòng đấu này, đội vàng sẽ là đội thi đấu trước. Xin mời các bạn. Yeah. 3 phút xin được phép bắt đầu. Nè. Chú Kiến Chu là chú ếch con. Con là con mắt tròn. Yeah. Một câu, một bài hát. Thế. Tỏa sáng. Đúng rồi, đi thẳng. No. Trời. Châu ve ông mặt trời vì ông cười quá. Ai đang suy nghĩ đến mặt trời bé con nữa. 30 giây thôi. Chưa là 1/3. 2 điểm. Con thương mẹ thương con. No. Cả nhà thương nhau. Ba thương con. No. Con giống ba. Ngủ. No. Con đúng không? Con gái. No. Anh. Châu yêu. Châu yêu. Ba bài hát. Ghê thật chứ. Nè. Dịch. Con chưa mấy cột. Đúng. Con dịch. Con ngỏng. Con ngỏng. Ngỏng. Một do ở bài hát cuối cùng, anh Khánh Vũ đã nhép theo giai điệu của bài hát và đó là phạm quy. Okay. Nên đội anh Khánh Vũ chỉ được 5/6 điểm. Yeah. Lượt các em. Bạn khó quá Bass nhá. Yeah, cái này, yeah, cái cho đội kia hết rồi. 2, 3. Yeah. 3, 2, 1, bắt đầu. Mèo. Gà, cục tá. Xanh. Cá vàng bơi. Xanh cá vàng bơi. Cô dạy em tập thể dục với sang. 1, 2, 3. Thở. Một điểm. Thở. Cái bài gì lao quá. Trời, bài này thế mà kêu lạ.
Ủa không phải bài này là bài hồi nãy luôn. Không, cái bài này Mà chơi kia Sao vậy? Tung quả mùi luôn á. Hay đi hả? Có, không phải gì bài trẻ con nha. Vâng, chỉ còn 3 bài hát thôi. Tiếp đi. Cánh, có cánh hả? Có cánh à? Con xanh, màu xanh, xanh. Có cào cào, con cài cào, có cánh xanh xanh, nó bay rất là được. Em mời bằng nhau rồi, cố lên. Hay quá, hay quá. 5 bài hát rồi. Còn hơn 1 bài nữa. Bà ơi, bà. Sao? Ông sao? Kìa ông sao xe, hai ông xe sao? Năm cái sao? Sao sao? Đó, đó, chung thôi, tết chung thôi, chứ tết chung luôn, rất đèn đi chơi. Kẹt, đúng không? Sao? Các cái rất giá cả cả qua đầu. Xấu rồi. Rồi. Hay quá. Không hiểu một cái gì. Và đội xanh đã được 6 bài hát trong vòng 2 phút 14 giây. Và người chiến thắng vòng thi này là đội xanh.